Năm 2017, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên triển khai mô hình trồng dâu nuôi tằm và bước đầu đã mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân, thu hút được nhiều gia đình tham gia. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhất là thời gian gần đây, thì người trồng dâu nuôi tằm ở Việt Tiến đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Ông Hà Chí Thanh ở thôn Cóc Khiểng là một trong những người tham gia trồng dâu nuôi tằm đầu tiên của xã Việt Tiến với khoảng 1 hecta. Trước đây giá kén đạt từ 100 đến 120 ngàn đồng một kg. Mỗi năm gia đình ông thu lãi gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên khi dịch bệnh bùng phát đã khiến cho giá kén giảm, ít người thu mua, số lãi thu về chỉ còn khoảng 20 triệu. Cho nên năm nay nhiều diện tích dâu tằm của gia đình ông đã bị phá bỏ. Là dịch bệnh. Dịch bệnh thứ nhất là dịch Covid. Cái việc lấy giống từ Trung Quốc hay từ đâu về tôi không biết, nhưng mà nó cũng không đạt được cái yêu cầu của con giống. Cái thứ hai nữa là cái giá của nó rất thấp so với lúc đầu. Thì hiện nay là dân của xã Việt Tiến, theo tôi nắm được thì đã phá đi hết rồi. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cộng với tình hình sâu bệnh, giá bán kén giảm, nên người nông dân không mặn mà. Diện tích trồng dâu nuôi tằm của xã Việt Tiến đang từ 30 hecta, nay chỉ còn trên 6 hecta. Diện tích còn lại, bà con hy vọng có sự thay đổi khi dịch bệnh kết thúc. Để thực hiện tốt trong năm nay thì mục tiêu của xã là mở rộng thêm 5 hecta diện tích cây dâu tằm. Để làm được điều đó thì đối với xã thì tích cực chăm sóc tốt cái diện tích dâu còn lại và chú trọng cái việc là chăm sóc dâu để làm sao có kết quả, rồi chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động bà con mở rộng cái diện tích trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn toàn xã. Xã Việt Tiến cũng khuyến cáo tới người dân không nên phá bỏ hoàn toàn diện tích dâu tằm, tiến hành trồng xen canh giữ giống. Khi dịch bệnh hết có thể tái sản xuất được ngay, bởi về lâu dài người trồng dâu nuôi tằm vẫn là nghề mang lại nguồn thu nhập khá cho người nông dân.